đó là kinh uh, số 830 trăm à, là năm pháp chữa bệnh, à, năm pháp chữa bệnh, thì năm pháp chữa bệnh là gồm những gì? À, Tôi nghe như vậy một thời đức đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây kỳ Đà nước xá vệ. Bây giờ Thế tôn bảo các tỳ kheo, người bệnh tật mà thành tựu năm pháp thì không lúc nào lành bệnh được thường nằm liệt giường chiếu những gì là năm thì trang xin phép đánh số ở đây cho quý vị rõ một hoặc khi người bệnh không chọn đồ ăn thức uống hai không tì thời ăn ba không thân cận y dược bốn nhiều ưu ưa sân năm không khởi lòng từ đối với người nuôi bệnh thì kheo đó là người bệnh tật thành tựu năm pháp này không lúc nào lành bệnh được ở đây tại sao tiền trang muốn giới thiệu bộ kinh này à, đây là một cái tình trạng mà thực tế ai cũng gặp đúng không dù muốn dù không trong đời mình cũng phải bị bệnh và cũng phải chăm sóc người bệnh đó. thì ở đây là đức phật có dạy ha vì chúng ta có nhiều cái ví dụ như người người nói là uh, bệnh mình đi mình tu mình bệnh không cần chữa bệnh có thật hay, có phải nên như thế hay không thì ở đây chúng ta thấy rõ là Đức Phật nói đây là lời trong kinh Phật nói nếu mà người bệnh bệnh mà thành tựu năm pháp này thì không lúc nào lành bệnh được thường nằm liệt giường chiếu những gì là nằm thì một một là gì khi người bệnh mà không chọn đồ ăn thức uống tức là bệnh rồi thì phải lựa chọn đồ ăn đó, cho nên nhiều đồng tu thời thời nay nó học cao quá học đại thừa cao quá đúng không là nói thôi, ăn không chấp trước không quan trọng cho nên là ăn sao cũng được Đó, rồi cuối cùng bệnh à, thì bệnh trong khi bệnh rồi lại không lựa chọn thức ăn thì cái là bệnh nặng hơn thôi cho nên đây là quý vị để ý nha đây là Phật dạy cho nên Phật dạy rất trung đạo không có tà kiến không có thiên lệch à, ăn uống cũng là quan trọng đây kinh đã Hàm nha. Thứ hai, không tùy thời ăn, tức là ăn không đúng theo thời, tức là ăn lung tung hết. Ăn không có đúng đúng lúc, ví dụ như mình ăn nó bình thường ăn vào giờ giấc đó mình ăn lung tung không đúng giờ đó. Rồi ăn phi thời lum đó tôi ăn tùm lum, nói chung bệnh thì có thể ăn phi thời nhưng mà nếu mình ăn không đúng lúc thì cơ thể mình nó không có khỏe được. Ví dụ như ngày giờ mình ăn là 11 giờ trưa mà bây giờ mình cứ đổi qua đổi lại ha à, mình cứ xây tới xây lui cuối cùng là ăn hồi không tùy thời ăn thì cái bệnh nó nặng ba không thân cận y dược tức là không có chịu dùng thuốc đó ở đây 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 là thiền trang thấy có một số đồng tu tình độ đó thậm chí thậm chí thiền trang hồi xưa cũng nói là có thể không dùng thuốc đó nhưng mà đây rõ ràng đức phật nói là gì không thân cận y dược là không có hết bệnh đó cho nên là có bệnh thì chỉ khó dùng nha chứ không mình không tà kiến đức phật dạy như vậy phật dạy thôi đức phật có thần y kỳ bà mà bốn nhiều ưu ưu tức là lo lắng ưa sân tức là thích là nổi sân hay nổi sân nổi sân giận ngày khó bệnh bệnh nha à, cho nên bệnh rồi phải gì vui vẻ hoan hỷ ráng nghe pháp nghe pháp nhiều để cho tâm mình nó hoan hỷ vui vẻ nó không sanh À, thì cái đã bệnh nha rồi cái điều thứ năm nè quan trọng nè không khởi lòng từ đối với người nuôi bệnh à, người ta nuôi bệnh mình mà mình không có lòng từ bi đối với họ không khởi được lòng từ thì cũng không được cho nên đó, giống như uống thuốc mà, mà mình, mình uống thuốc bác sĩ mà ghét bác sĩ thì cũng không thể nào hết bệnh đó kêu vậy đó à, rồi người chăm mình đúng không như vậy tùy theo thành tựu được năm bệnh pháp này thì không lúc nào lành bệnh được thì ngược lại thì sẽ lành bệnh đoạn sau đức phật nói nếu lại có bệnh nhân nào thành tựu năm pháp thì sẽ được bệnh mau lành những gì là năm hoặc khi bệnh nhân chọn lựa thức ăn tỳ thời ăn thân cận y dược trong lòng không sầu ưu hằng tâm hằng khởi tâm từ đối với người nuôi bệnh thì kheo đó là bệnh nhân thành tựu năm pháp này liền được lành bệnh như vậy tỳ kheo năm pháp trước hãy niệm lìa bỏ năm pháp sau nên cùng phụng hành các tỳ kheo hãy học điều này như vậy các tỳ kheo sau khi nghe những gì đức phật dạy hoan hỷ phụng hành trích từ kinh tăng nhất a à hàm phẩm thiện tụ ở đây thì chúng ta phải để ý. cho nên thì giang nói nhiều khi mình không học những cái nền tảng này mình có những cái ảo tưởng kia lắm nha cho nên ai bệnh thì ráng cũng hãy học theo đây À, đừng có mà cố gắng quá rồi cuối cùng à, không đúng đức phật rất trung đạo tại vì bệnh ngoài nghiệp ra nó có nhân duyên nữa những cái này là duyên đừng đổ tất cả cho nghiệp nha có một cái sai lầm của người học phật là đổ tất cả cho nghiệp không phải nghiệp nó một phần thôi nó là nhân viên của đời quá khứ nó nhân viên thế nào nó to tới nó lui thế thôi còn lại nó phải có đời hiện tại nha cho nên là cố gắng làm sao để mà mình mình thực hành đúng nè. Yeah.